Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức trong ngày hôm nay cùng với lại chúng tôi. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, yến các loại. Mở đầu là bản tin đến từ Mạc Tư Khoa cho biết là Nga đã huy động hơn 200.000 quân chỉ trong 2 tuần lễ. Bản tin chi tiết cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng của Nga cho hay hơn 200.000 người đã nhận lệnh nhập ngũ kể từ khi Tổng thống Putin phát lệnh động viên một phần. Bộ trưởng Quốc phòng của Nga tướng Sergei Shoigu nói trong một cuộc họp trong ngày hôm nay, những người được huy động theo lệnh động viên 2 tuần qua đang được đào tạo bổ sung tại 80 thao trường và 6 trung tâm huấn luyện. Lệnh động viên một phần được Tổng thống Putin công bố trong ngày 21 tháng 9 nhằm huy động khoảng 300.000 quân dự bị để phục vụ cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bộ trưởng Shoigu đã yêu cầu các chỉ huy quân đội nhanh chóng tiếp nhận, đào tạo các tân binh để họ tham gia chiến đấu. Ông kêu gọi các đơn vị triển khai sĩ quan có kinh nghiệm chiến đấu để huấn luyện bổ sung cho 200.000 lính động viên này. Bộ trưởng Quốc phòng của Nga cho biết là những lính dự bị chỉ được điều đến chiến trường sau khi đã được huấn luyện kỹ năng và chiến thuật. Ông cũng kêu gọi các trung tâm tuyển quân không từ chối tiếp nhận tình nguyện viên nhập ngũ nếu không có lý do xác đáng. Những bất cập trong giai đoạn đầu của hoạt động tuyển quân theo lệnh động viên đã gây ra một số bất bình trong dư luận của Nga, khiến cho người dân cảm thấy không khí chiến tranh rõ hơn bao giờ hết. Theo một dữ liệu chính thức từ Liên Âu, cả quốc gia Georgia và Kazakhstan khoảng 220.000 người Nga đã chạy qua biên giới kể từ khi lệnh động viên một phần đã được công bố. Sau hơn 7 tháng tiến hành chiến dịch quân sự ở Nga, quân đội của Nga đang hứng chịu nhiều khó khăn, đặc biệt là về nhân sự. Khi gặp phải một dàn lực lượng trên một chiến tuyến rộng lớn, quân đội của Ukraine gần đây đã mở một cuộc phản công tại khu vực Đông Bắc và tái kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở tỉnh Kharkov, Donetsk, Lugansk và Kherson. Giới chuyên gia của phương Tây cho rằng Ukraine đã tái kiểm soát một khu vực khoảng 9.000 cây số vuông lãnh thổ kể từ cuối tháng 8 và Nga hiện nay được cho là khó có thể nào thay đổi được cục diện vì lực lượng dự bị động viên thường thường phải mất từ 3 cho đến 6 tháng để huấn luyện trước khi được đưa vào chiến đấu. Vẫn liên quan đến Nga, bản tin tiếp nối cho biết là quốc gia này bác bỏ tin đồn về việc điều động vũ khí hạt nhân. Phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh trong ngày 4 tháng 10 đã chỉ trích các quốc gia phương Tây công bố những thông tin không chính xác về hoạt động của lực lượng hạt nhân của Nga. Trước đó, thì The Times của nước Anh đã đưa tin Liên minh quân sự NATO cảnh báo với các quốc gia thành viên rằng Nga đã sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân và chuẩn bị thử nghiệm vũ khí hạt nhân ở biên giới của Ukraine. Tờ báo Time cũng cho rằng Nga đã di chuyển một đoàn tàu có liên hệ đến một đơn vị quân đội phụ trách vũ khí hạt nhân. Thông tấn xã Reuters đưa tin cho ngày 4 tháng 10 cho biết là phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh ông Dmitry Peskov cho biết Nga không muốn đấu khẩu với phương Tây về vấn đề hạt nhân. Ông Peskov nói rằng truyền thông của phương Tây và các chính trị gia ở phương Tây, các nguyên thủ quốc gia lúc này đang tuyên truyền rất nhiều về hạt nhân. Chúng tôi không muốn tham gia vào cuộc đấu khẩu đó. Trước đó thì tờ báo La Repubblica của nước Ý đã đưa tin là Liên minh NATO đã chuyển thông tin tình báo tới các quốc gia thành viên về hoạt động của tàu ngầm hạt nhân của Nga. Thông tin cho biết là con tàu đã lặn trở lại vào biển Bắc và NATO sợ rằng mục tiêu của con tàu này là thử nghiệm siêu ngư lôi Poseidon, thường được biết đến với cái tên vũ khí của ngày tận thế. Trong ngày 21 tháng 9 thì Tổng thống Putin đã ra lệnh tổng động viên một phần và đồng thời cảnh báo với phương Tây rằng Nga đã sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân. Thông điệp này sau đó đã được Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang của Nga ông Dmitry Medvedev đã nhắc lại. Nga là nước sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với 5.977 đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, Hoa Kỳ chỉ sở hữu có 5.428 đầu đạn mang hạt nhân.
Liên Âu bổ sung 3 quốc gia vào danh sách thiên đường thuế là bản tin tiếp nối của chúng tôi. Các bộ trưởng tài chính của Liên minh châu Âu trong ngày 4 tháng 10 đã quyết định bổ sung 3 quốc gia, đó là Angola, Bahamas và quần đảo Turks and Caicos vào danh sách thiên đường thuế, mở rộng danh sách ra tổng cộng là có 12 quốc gia. Quần đảo Turks and Caicos ở gần Bahamas và Cuba lần đầu tiên đã được đưa vào trong danh sách này, trong khi đó Bahamas đã từng bị liệt vào danh sách trong năm 2018 và sau đó đã được đưa ra. Angola cũng đã ở trong danh sách này một lần vào năm 2020. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính của Cộng hòa Czech là ông Zbigniew Sandura, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên Âu, cho biết rằng đánh thuế doanh nghiệp công bằng có lợi cho tất cả chúng ta. Chính vì vậy, Liên Âu và các đối tác quốc tế có chung một lợi ích khi đấu tranh chống lại tình trạng xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận từ nơi có thuế suất cao sang nơi có thuế suất thấp. Ông Stanjura kêu gọi 12 quốc gia trong danh sách nói trên của Liên Âu hãy thực hiện cam kết của mình và các cải cách cần thiết trong lĩnh vực thuế khóa càng sớm càng tốt để được loại ra khỏi danh sách thiên đường thuế nói trên khi Liên Âu tiến hành đánh giá định kỳ trong 6 tháng sắp tới. Sang qua Australia, bản tin tiếp nối cho biết là tòa án Úc đang xét xử về vụ bê bối cưỡng hiếp trong trụ sở quốc hội. Thông tấn xã CNN đưa tin cho biết là một phiên tòa xét xử về những cáo buộc tấn công tình dục trong trụ sở quốc hội của nước Úc đã bắt đầu trong ngày 4 tháng 10. Tòa án đặt ra các câu hỏi về văn hóa trong cơ quan lập pháp quốc gia. Phiên tòa xét xử ông Bruce Lerman là một cựu nhân viên làm việc tại tòa nhà quốc hội. Ông này bị cáo buộc là tấn công tình dục đồng nghiệp cũ là cô Brittany Higgins ngay trong cơ quan ở tại thủ đô Canberra trong tháng 3 của năm 2019. Ông Lerman sau đó đã bác bỏ tất cả các cáo buộc và không nhận tội. Vụ tấn công được cho là đã diễn ra ngay trong văn phòng của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và làm dấy lên hàng loạt những chỉ trích và nghi vấn về mức độ an ninh bên trong trung tâm chính trị của Australia. Nhân chứng dự kiến tham gia trong phiên tòa, trong đó có các chính trị gia, viên chức an ninh và nhà báo lên tiếng về vụ việc hồi tháng 2 năm 2021 khi mà bà Higgins công khai cáo buộc. Thẩm phán của tòa án tối cao lãnh thổ thủ đô là bà Lucy McCallum chủ trì phiên tòa, dự kiến sẽ kéo dài từ 4 cho đến 6 tuần trước một bồi thẩm đoàn trong đó có 12 thành viên và đưa ra phán quyết. Giám đốc công tố là Shane Dunkley cho biết trong phiên tòa, bồi thẩm đoàn sẽ xem xét những bằng chứng cho thấy là bà Higgins đang say vào đêm xảy ra sự việc. Bằng chứng của hệ thống an ninh đã được đưa ra cho phiên tòa cho thấy là bà Higgins đã uống khoảng 10 ly rượu tại một quán bar vào đêm hôm đó và kết quả là thần trí không minh mẫn. Ông Trumgold cho biết là bà Higgins nhớ là đã rời khỏi quán bar và đi chung taxi với nghi can là ông Lerman, người nói với bà rằng ông cần phải đi qua tòa nhà quốc hội để lấy tài liệu. Theo lời của ông Trumgold thì bà Higgins kể lại rằng sau khi vào trong tòa nhà, bà đã ngồi trong văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là bà Linda Reynolds trước khi thức dậy ở trên ghế và thấy bị cáo đang quan hệ tình dục với mình mà không có sự cho phép. Tội giao cấu mà không có sự đồng ý có thể bị phạt tù lên tới 12 năm. Bản tin tiếp nối cho biết là Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về nguy cơ gia tăng số trường hợp nhiễm bệnh tả tại Haiti. Trong ngày 4 tháng 10, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về số trường hợp nhiễm bệnh tả tại Haiti có thể sẽ gia tăng, gây thêm khó khăn cho những nỗ lực ứng phó với nhiều cuộc khủng hoảng ở quốc gia này. Haiti đã thông báo có ít nhất là 7 người tử vong vì bệnh tả, làm dấy lên những nỗi lo ngại về bệnh dịch xuất hiện trở lại sau gần 3 năm vắng bóng. Trong khi đó, thì nhiều trường hợp mắc bệnh đã được phát hiện trong khu vực thủ đô Port-au-Prince và thị trấn duyên hải lân cận, đó là Sid-Soleil. Đây là những khu vực nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của các băng nhóm và khó có thể được tiếp cận kể từ cuối tháng 7. Trong những tuần gần đây thì tình hình tại Haiti đã trở nên nghiêm trọng với các cuộc biểu tình, cướp phá, đình công, tình trạng thiếu nhiên liệu. Phát biểu với phóng viên tại thủ đô Geneva ở Thụy Sĩ, phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Christian Lindemeyer
cho biết số trường hợp tử vong vì bệnh tả tại Haiti có thể cao hơn nhiều so với con số thông báo chính thức và số trường hợp nhiễm có thể gia tăng bởi tình hình hiện nay gây khó khăn cho việc tiếp cận để tiến hành các xét nghiệm hoặc là hỗ trợ nhân đạo. Hiện nay thì vẫn chưa có báo cáo về đợt dịch bệnh này bắt nguồn từ đâu, nhưng khoảng 80% dân số Haiti đã nhiễm phải khuẩn tả Vibrio cholera, có thể không có biểu hiện triệu chứng bệnh, khiến cho giới chức khó phát hiện bệnh này. Trước đó, trong ngày 30 tháng 9, thì Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về số trường hợp mắc bệnh tả trên thế giới hiện nay đang tăng mạnh trong năm nay, đặc biệt là ở những khu vực dân cư nghèo đói và xảy ra xung đột. Tính cho đến cuối tháng 9, đã có 26 quốc gia phát hiện ra các ổ dịch tả. Đáng chú ý nhất là tỷ lệ tử vong đang tăng mạnh. Bệnh tả do phẩy khuẩn tả Vibrio cholera gây ra, lây truyền theo đường tiêu hóa qua thức ăn và nước uống bị nhiễm khuẩn. Bệnh này có thể điều trị bằng thuốc kháng sinh và duy trì bổ sung nước cho cơ thể, nhưng có thể gây tử vong chỉ trong vòng vài giờ nếu không được điều trị kịp thời. Và tiếp theo đây là phần thông tin thương mại.